Hello, chào tất cả mọi người ha. Thì bữa nay mình khui cái pin dự phòng ra đây. Tại vì pin dự phòng này nó bán ra khá rẻ nè, thì mình nói chi tiết về pin dự phòng cho anh em. Thì nếu mà anh em mà có mua pin dự phòng á, không phải mua điện thoại đó, vô thí vọng mình mua cho chắc nha. Tại vì con pin này mình test với điện thoại à, thì sạc 10 phút á, thì được 10% pin. Còn mấy cái cục sạc giờ này mua ở trên Lazada với này là 78.000 cục à. Hai cục này nhận chưa được 200k, có cục này khoảng trăm mấy à, là nhận được luôn á. Đó thì tiền nào của đấy thôi. Thì mấy cái này á sạc á, còn nếu cục sạc này là chính của thằng của sạc cho điện thoại luôn thì nó khá nhanh luôn, tại vì nó cổng này à, cổng in này nó sạc ra 3A đấy, mà cổng này á là nó sạc ra được à. Thì tí có ở trong mình lên mình tìm hiểu nhiều tên dòng ấy lắm, không có dòng nào có á, chỉ có tên tâm thí động á, là nó có in có out, còn mấy cục sạc nó chỉ in là chỉ sạc thôi. Đây đây ở đây cũng vẫn có cái cổng Type-C à, nó chỉ in thôi ngang chứ nó không có out nha, là nó không có xả ra được. Thì cái cục sạc này á, sạc cho cái này á, lấy cọng dây sạc vô thì nó cũng như điện mình thôi, là sạc khoảng tiếng rưỡi là điện thoại này đầy rồi đó, tiếng rưỡi à. Rồi cục sạc này á sạc thì 10%, 10 phút họ thể được 10% thì tầm khoảng tiếng rưỡi thì cũng đầy, tiếng rưỡi và 2 tiếng là đầy. Còn mấy cục sạc này á, cục sạc này em test là sạc tới nửa tiếng họ nha. Đây để mình cho coi cụ thể, đây hai cục này mình đi chung mà, thì nó sạc khoảng nửa tiếng họ mà chỉ có chừng 20% pin nè, 20 15% pin nè, 30% mà 25% mà sạc nửa tiếng là nó được có 48% mà. Đó là tầm khoảng chừng nữa là nó sạc khá lâu cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa, cục sạc này sạc thì cũng tạm ổn, ổn hơn cái mấy cục này thôi chứ nó cũng không bằng cái cục có này nha. Đó, thì cái giá đây, mua điện thoại thì giảm vô thì nó cũng rẻ chứ không còn nhiều, mấy trăm ngàn. Còn nếu đi mua không 400, còn cục này đó anh mua nhớ 800-900 ngàn á. Mà giờ hiện tại hổm mới ghé thấy còn khoảng chừng 600 mấy à. Là cục này sẽ ngon à. Thì dung lượng nó 10.000 ampe chứ thực tế là nó chỉ có 6.300, 6.000 à. 10.000 ampe nhưng mà 6.3, pin này trong đây pin lá, còn pin này pin pin cục, bên đây cũng pin kiểu như pin cục có 1650 á. Đấy thì mình sẽ gỡ ra cho anh em coi luôn đây. Thì anh em nào có mua thì anh em về tháo ra luôn đi. Chứ tại vì á, mình thấy cái này à, mua có 78 79 ngàn quá rẻ, hai cái này cộng lại mà tiền ship có 20 ngàn nữa, hình như là có 178 mà nhận được hai cục. Thì đây, mình gỡ ra cũng khá mắc cười nên mình mới quay cho anh em coi đây. Thì pin nó câu đây. Thì nó gắn vô 5 cục nha. Thì pin này không có mã hiệu nhưng mà thực tế nó hàng chỉ có hai cục thôi, ba cục này là nó về à. Đó chẳng hàng miếng này về nha, cái này chỉ hàng hai cục thôi, mình cũng không hiểu tại sao mà nó tiết chỉ một hai miếng thiết mà nó không chịu hàng cho người ta luôn ra à. Đây này, vậy tính ra anh em tính cái cục pin này được nhiêu dung lượng đâu, thì cục pin này mình thấy không có mã số, thì thường không mã số thì cục pin này khoảng chừng ngàn 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 hai dung lượng à, độ nó cũng không có nặng anh em, nó nhẹ te à, pin này nó nhẹ te luôn á nha. Thì đúng là tiền nào của đó mà, nên anh em đừng có ấy. Còn nếu mà cục pin trong dự phòng nè là mình xài biết chừng nào lao hư, cùng đây đó mình có xài mấy năm trời, 2-3 năm trời chưa hư mà sạc ổn định á, còn mua ở quầy đây thì đã gắn pin đây, trong khi ba cục nó chẳng hàng gì luôn này. Đây thì anh em nào có mua thì anh em rút kinh nghiệm đó mà tháo ra luôn đi, chứ tư sao không phải tháo à. Đấy thì cái mạch này giờ hiện tại có hai pin này, mình sẽ gắn cái pin dung lượng cao vô xả cái okay, mình test lại cái mạch này cái nó sạc ok không. Nếu nó sạc ok mình sẽ lấy cái mạch này mình sẽ câu hàng pin này lại, nhưng mà pin này giờ có dung lượng có 1.000 chừng ngàn ngàn mấy à. Quá tệ, hỏi giờ anh em không biết làm cái gì giờ luôn á. Đấy pin này chừng ngàn ngàn rưỡi à, để không biết chạy làm cái gì mà để cho nó đỡ hao pin, nó giờ bèo bèo thì mình xài riêng pin cũng khoảng 2.600-2.200 rồi, mà pin này chừng có ngàn, hai cục này bằng cái cục kia, nếu mình anh em gắn như vậy nó chiếm diện tích dữ lắm đó. Vậy tính ra cái này khoảng chừng 2-3 ngàn ampe vậy. Nếu cái này mà pin này đầy dám anh em sạc chưa chắc đầy được cái điện thoại này lắm à. Chưa đầy á, nếu hai viên này là sạc không giờ đầy được cái điện thoại này đó. Thì anh em nào có mua đồ trên mạng thì có gì mình rút ra đây. Đây nó để cũng 30.000 ampe nè, nhưng thực tế mấy cái này cộng lại một cái ngàn ngàn mốt gì, 5 viên này chỉ có là 5.000 ampe thôi, mà 5 viên nó câu có 2 viên, tính ra nó còn có 2.000-2.000 mấy ampe vậy. Đây mình còn cục nữa đây, còn cục này thì nó xài pin lá thì ổn định này, tại vì trong đây nó nhỏ xẹp và nó đâu có gắn được pin tròn đâu, nó gắn pin lá. Thì pin lá 10.000 ampe thì nó còn được 6.3 hay gì á, 6.3 chuẩn nó là 6.3 nhưng mà tính 6.000 thôi, thì 6.000 cả điện thoại này mình sạc cũng được cái rưỡi, tại điện thoại 5.000 bốn tính 40.000 ampe 4.000 ampe đây, thì cái này 6.000 thì mình sạc khoảng được hai cái rưỡi điện thoại nha, đầy xong rồi thêm được nửa phần trăm nữa. Đấy thì cái cục này sạc mới ngon nè. Đó, mà cái mạch này giờ mình kiếm để mình lấy mấy mạch này test sẽ cái ok không, gắn pin ngon ngon đây. Nếu mà không được mình phải là gỡ cái này ra luôn. Cái này đó mình mua giá cũng 800k, 800, lúc đợt trước mình mua 800, giờ nó còn 600 mấy. Tâm thế động mà cái này mình gỡ ra mình sẽ lấy pin pin mà loại tốt á, mình câu lên hoàng mình vô cái hộp luôn. Đừng mà đi đâu đó xa chơi là mình sạc lần 5, 10 cái lần, 5, 7 lần điện thoại luôn, khỏi xách cái sạc theo nó bất tiện. Đấy
là bây giờ cái dòng này xẹp mới ngon này. Đó, còn dòng này thì nó cũng được, tạm tạm được thôi. Cái này tạm được thôi, còn cái này quá tệ luôn, nãy mình test thử rồi. Thì giờ mình sẽ lấy pin mới mình câu vô mình xẹt cái cây nó hiệu quả nó sao không? Chứ còn pin này thì chắc không sử dụng nữa. Pin này quá tệ, không biết là giờ làm gì giờ luôn. Không có mã hiệu mà nhà te à, pin này dung lượng không cao đâu. Còn pin mà tầm khoảng 2000 mấy là anh em cầm vô nặng quằn à, cầm vô cảm giác nó nặng mình biết luôn á. Đó, con này nhẹ hững à. Đó, thì chào mọi người luôn.